Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với video mới nhất của Pháp Lý Dohiko. Mình là Nam Hà. Hôm nay Hà xin phép được giải đáp những thắc mắc cũng như hướng dẫn bạn nào mà chưa nhận được gói hỗ trợ của Nghị quyết 116 của Chính phủ dành cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Xin mời các bạn theo dõi nhé. Vừa qua thì Hà và tập thể của Dohiko đã đưa tin đến bạn về các chính sách hỗ trợ Covid-19 của chính phủ dành cho người lao động cũng như là người sử dụng lao động, thì trong đó có gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của chính phủ. Thì Dohiko lại nhận được khá nhiều thắc mắc từ gói hỗ trợ của Nghị quyết 116. Thì trong video này Hà sẽ tập hợp lại và giải đáp những thắc mắc cho bạn, cũng như là sẽ hướng dẫn bạn. Những bạn nào không làm hồ sơ được hoặc là công ty không làm hồ sơ cho mình thì mình phải xử lý như thế nào nhé. Vậy bây giờ bạn và Hà hãy cùng giải đáp những thắc mắc mà Dohiko được nhận nhiều nhất nhé. Câu hỏi đầu tiên là sao mà công ty em nhận được tiền hỗ trợ rồi mà có mỗi mình em chưa nhận được tiền hỗ trợ vậy chị? Thì Hà xin phép được trả lời vấn đề này như sau. Vấn đề mà cả công ty mình nhận được tiền rồi mà có mỗi mình chưa nhận được tiền thì có rất là nhiều nguyên nhân xảy ra. Nguyên nhân đầu tiên là có thể do số tài khoản của bạn bị sai hoặc mã ngân hàng của bạn bị sai. Nếu mà bạn nào đã trực tiếp làm hồ sơ thì sẽ biết là lúc mà mình nộp hồ sơ thì sẽ có mã tài khoản ngân hàng của mình đi chung với số tài khoản của mình. Thì lúc mà mình đánh hồ sơ nhiều khi mình đánh lộn số tài khoản sai hoặc mã ngân hàng bị sai, thì lúc đó bảo hiểm xã hội sẽ không có chi trả cho mình đúng được số tài khoản và tiền sẽ không về tài khoản của mình. Nguyên nhân thứ hai đó là có thể do bảo hiểm xã hội bị quá tải, bị lỗi hệ thống nên cả công ty nhận được tiền rồi mà có mỗi mình chưa được nhận. Thì ở trường hợp này bạn có thể nói phòng nhân sự của công ty hoặc là bạn nào phụ trách bảo hiểm của công ty mình á, liên hệ với bảo hiểm là lỗi ở đâu, thì lúc đó mình sẽ xử lý và nộp hồ sơ lại. Thường thường thì bảo hiểm xã hội sẽ gửi thông tin sai về cho mình. Còn nếu mà bảo hiểm lâu quá, bảo hiểm chưa gửi thì mình cứ liên hệ bảo hiểm xã hội để hỏi hồ sơ là tại sao như vậy. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi này cũng được rất là nhiều người đặt câu hỏi đến cho Dohiko, đó là em đã nhận được tiền trợ cấp của Nghị quyết 116 rồi mà sao số tiền của em nhận ra được á, đáng lẽ là 2,1 triệu mà sao bảo hiểm xã hội chuyển em có 1,8 triệu vậy chị? Thì Hà xin phép được trả lời câu hỏi này như sau. Bảo hiểm xã hội sẽ chi trả tiền trợ cấp dựa vào số tháng đóng bảo hiểm xã hội được bảo lưu tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021. Vậy nếu thời gian này mà bạn đủ thời gian nhận được hỗ trợ 2,1 triệu mà bạn chỉ nhận được 1,8 triệu thì có thể là do công ty bạn không đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội cho tới lúc ngày 30 tháng 9 năm 2021, nên là bạn chỉ nhận được 1,8 triệu thôi nha. Hoặc là lúc mà bảo hiểm xã hội gửi thông tin về cho công ty của mình thì các bạn kiểm tra thông tin không kỹ hoặc là gửi sai mẫu lên bảo hiểm xã hội, thì lúc đó bạn chỉ nhận được số tiền là 1,8 triệu của bảo hiểm xã hội thôi. Câu hỏi thứ ba, câu hỏi này cũng được rất là nhiều người đặt câu hỏi đến cho Dohiko, đó là em đã xin nghỉ việc từ tháng 8 năm 2021 thuộc chế độ tự làm hồ sơ, mà lúc em nộp hồ sơ lên cổng dịch vụ công của bảo hiểm xã hội em làm hồ sơ thì lại không hiện ra thông tin của em, vậy em phải làm như thế nào để nhận được hỗ trợ vậy chị? Thì Hà xin phép được trả lời câu hỏi này như sau. Có thể là do lỗi hệ thống nên không có thông tin của bạn trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội để làm hồ sơ. Nhưng mà sau thời điểm, bạn lưu ý là sau thời điểm ngày 30 tháng 11 năm 2021 thì bạn hãy tự làm thử hồ sơ lại một lần nữa xem như thế nào. Nếu mà sau thời gian này bạn làm hồ sơ không có thông tin của bạn trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội thì bạn hãy liên hệ trực tiếp đến bảo hiểm xã hội gần nhất để được nhận hỗ trợ nhé. Vừa rồi là Hà đã giải đáp những thắc mắc mà rất là nhiều người đặt câu hỏi đến cho Dohiko. Vậy bây giờ Hà sẽ hướng dẫn những bạn nào thuộc diện mà công ty làm hồ sơ mà vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ, hoặc là công ty không làm hồ sơ cho mình để mình nhận được tiền hỗ trợ thì phải xử lý như thế nào nhé.
Theo như thông báo mới nhất số 3880 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2021 về việc hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động như sau. Nhằm đảm bảo không bỏ sót người lao động thuộc diện thụ hưởng chính sách theo quy định, Bảo hiểm xã hội thông báo những lao động nào chưa nhận được hỗ trợ của Nghị quyết 116, kể cả những lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp hoặc đang bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ tự nộp hồ sơ theo mẫu số 04 ban hành kèm theo quyết định số 28 gửi về cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất hoặc là bảo hiểm xã hội nào mà bạn muốn nhận được hồ sơ. Thì Hà sẽ để link biểu mẫu ở bên dưới phần mô tả để bạn có thể click vào tải biểu mẫu về và tự làm hồ sơ cho mình nhé. Hình thức nộp hồ sơ sẽ thông qua các hình thức sau đây. Hình thức đầu tiên đó là nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc là cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc là các tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN hoặc là dịch vụ ứng dụng của Bảo hiểm xã hội VSSID. Hoặc là bạn có thể tự làm mẫu 04 và gửi qua bằng đường bưu điện chỗ nào bảo hiểm xã hội nào gần nhất hoặc là bảo hiểm xã hội nào mà bạn muốn nhận hồ sơ. Hoặc là bạn có thể làm mẫu 04 và nộp trực tiếp đến bảo hiểm xã hội gần nhất hoặc là bảo hiểm xã hội nào mà bạn muốn được nhận được trợ cấp nha. Lưu ý, thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021. Vậy là nếu bạn nào mà chưa nhận được tiền hỗ trợ hoặc là công ty chưa làm hồ sơ cho mình thì sau ngày 30 tháng 11 năm 2021 mình có thể tự làm hồ sơ để nhận được hỗ trợ như nãy Hà đã có hướng dẫn các bước ở trên rồi nha. Hoặc là trước đây Hà đã từng chia sẻ cách thực hiện trên cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam rồi thì Hà sẽ để link lên bên dưới phần mô tả để bạn có thể tham khảo thêm nha. À, nếu mà bạn nào mà chưa biết mình có thuộc diện là được nhận được hỗ trợ hay không thì mình cứ nộp hồ sơ đi nha. Vì nộp hồ sơ chỉ có mất vài phút thao tác trên máy tính, không cần phải đi đâu hết. Mà nếu mình nhận được hỗ trợ thì mình sẽ có tiền, không thì mình cũng chả tốn sức lực gì hết, không cần phải đi đâu hết. Cách làm rất là cực kỳ đơn giản, Hà sẽ để link ở bên dưới phần mô tả cho bạn nha. Vậy là Hà đã vừa giải đáp và hướng dẫn những bạn nào chưa nhận được tiền hỗ trợ liên quan đến nghị quyết 116 rồi nha. Nếu bạn nào còn thắc mắc gì hay cần Dohiko chia sẻ thêm chủ đề gì nữa thì hãy comment bên dưới nha. Hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video mới khác nha. Hãy like và share thông tin này để nhiều người khác biết đến thông tin này hơn nha. Cảm ơn bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.